clip của ngày hôm nay, Tuấn Âm Thanh Phú Thọ chào đón các bác đến với Nguyên Loa Âm Trần. Ở đây thì em có 3-4 mẫu loa âm trần. Thì gần đây nhất đó là đôi loa âm trần của Pháp, thì em đã giới thiệu trong 1-2 năm vừa đây, em đã giới thiệu và bán chuyển cho các bác rất là nhiều rồi. Loa toàn giải âm trần của Pháp thì các bác đã biết rất là nhiều rồi. Giá của em nó là 800 một chiếc, 1,6 triệu một đôi. Còn bên trong là loa âm trần Bốt. Cách đây khoảng độ 2 tuần em có về được 3 đôi đã hết. Hôm nay về được thêm 2 đôi nữa. Loa âm trần của Bốt có mức giá là 2,9 triệu một đôi. Đây, loa Bốt đây. Loa bầu 2,9 triệu một đôi. Đường kính chóa, hết chóa là 18-19, hết chóa 19. 2,9 triệu một đôi. Sang đến bên đây là loa âm trần EV. Dòng loa EV nhá. Loa âm trần EV. Đây, EV nó dập logo luôn trên này thôi. EV. EV là thương hiệu loa của Mỹ rồi. Đấy, thương hiệu loa của Mỹ. Thương hiệu loa của Mỹ, sản xuất và thương hiệu loa của Mỹ. Đối với con EV này thì bát ở trong của nó là bát, bát của nó đây. Bát đồng trục, bát của nó là bát 22. Bát 2 vẫn còn này. Bát 22, tép đồng trục. Cả chóa của nó phải hơn 30 cm, cả chóa. Đấy, cả chóa hơn 30 cm ạ. Được chưa các bác? Hơn 30 cm cả chóa, được chưa? Đấy. Đôi này có mức giá là 3,8 triệu một đôi. Với con EV này, 3,8 triệu một đôi. Đây, EV 3,8 triệu một đôi. Các bác có thể lắp lên trần nội thất gia đình nhà quý vị, như có thể là lắp trên ô tô, trên trần thạch cao, trên các phòng trà karaoke, hoặc phòng karaoke, hoặc phòng nghe nhạc của quý vị để lấy lời, hoặc phòng karaoke tùy. Nói tóm lại là những đôi loa này thì nó rất gọn nhẹ cho các bác. Các bác có thể lắp và gắn thẳng trực tiếp lên trần nhé. Hoặc là gắn vào xe con, xe ca, xe khách, xe tải, rồi là các tủ. Tóm lại tủ các bác chỉ cần khoét thôi mà. Tủ các bác chơi độ tùy. Đấy là EV 3,8 triệu một đôi. Sang tiếp tục, đây đó là JBL. Đôi loa JBL. Đây. JBL. Đường kính bát to, đường kính của chóa này 25. Đường kính bát đây 18. 18 đây, 18. Đường kính 18, chục đây. Con này có mức giá là 3,2 triệu một đôi. 3,2 triệu một đôi. Và nó là dòng JBL. JBL. JBL 3,2 triệu một đôi. 3,2 triệu một đôi. Sau đây em sẽ giới thiệu vào chi tiết của từng hãng loa cũng như là mã loa. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Bắt đầu đối với lại dòng loa âm trần của Pháp này thì đã giới thiệu rất là nhiều clip rồi trên kênh, nhưng mà lâu ngày thì clip nó bị trôi thì bắt buộc em lại phải giới thiệu lại cho các bác. Đối với dòng loa âm trần của Pháp này thì nó thiết kế là loa toàn giải. Loa toàn giải này là thiết kế với lại hai mồm. Loa toàn giải, màng giấy, gân vải tẩm dầu. Đường kính của chóa loa này là 13 cm. Các bác có thể tháo ra độ lên các xe ô tô thoải mái. Đấy là các bác nào thích nghe những dòng nhạc nhẹ, guitar cổ điển chương trình toàn giải. Tóm lại là đôi loa này có công suất 20W. Nó cũng khá là lớn rồi. Đối với loa toàn giải thì 20W là phải nói là khá là lớn. Tại sao? Các bác để ý kênh của em giới thiệu loa toàn giải của Mỹ, khoảng những đôi 3-40 cm, có nghĩa bát 30, bát 40, mà nó cũng chỉ có 30-40W đối với loa toàn giải. Mà con này nó chỉ có 13 cm mà nó đã cũng đã chơi đến 20W rồi. Chính vì vậy nó không, công suất nó không phải là nhỏ, trở kháng 8 ohm. Đấy là về cái loa, cái lõi loa. Còn về giá loa thì đây, giá loa được thiết kế với giá gài. Quý vị gài như kiểu lắp bóng đèn ấy, lắp bóng đèn LED ấy, là lắp bóng đèn trần ấy, thạch cao đây này. Quý vị chỉ cần khoét lỗ thạch cao với đường kính đây, sau đó gạt, gạt lên, gạt cái lẫy lên thẳng lên này, thả vào lỗ thạch cao, thả ra nó sẽ nó nảy lại, nó giữ như này luôn, là nó sẽ giữ cái loa trên thạch cao. Và con loa này là âm trần của Pháp đây, made in France, âm trần của Pháp. FP150T, model FP150T. Con này nó có ghi một điện 100V. Là tại sao?
trên này nó có một cái biến thế, nhưng hầu như là về đến bên mình là sẽ bỏ cái biến thế này đi. Cái biến thế này nó có tác dụng là cho các bác lắp số lượng loa nhiều, số lượng loa rất là nhiều, khoảng độ vài chục đôi, 15 20 đôi trở lên. Để tại sao? Khi cái tín hiệu âm thanh nó cấp từ từ sau âm ly ra mà quý vị nối nhiều loa quá thì cái tín hiệu nó ra nó bị càng xa thì nó bị suy, nó sụt cái tín hiệu đi. Thì bắt buộc nó phải có cái biến thế này hỗ trợ để nó chống suy hao tín hiệu âm thanh sau âm ly. Còn về đến mình đây thì đa số nhà nào lắp nhiều lắm thì cũng lại 10 đôi là kịch chưa chắc đến. Thì không cần cái biến thế này bỏ đi. Chú vị chú ý là cái biến thế này em vẫn gửi cho các bác, nhưng cái biến thế này nó chỉ có điện 100V thôi nhé. Điện 100V. Đấy. 100V. Đấy, đó là cái biến thế. Đó là xong với lại đôi loa toàn giải âm trần của Pháp. Đôi này là 800.000 một chiếc. 800.000 một chiếc này. 1.600.000 một đôi. Đây, 1.600.000 một 800.000 một chiếc như thế này. Đủ bộ luôn nha. Và 1.600.000 một đôi. Đấy. Với loa âm trần Pháp. Còn sang đến với lại đôi loa Bose thì cái dòng Bose thì nó quá nổi tiếng rồi. Các bác nghe loa Bose rồi là chơi loa Bose, hoặc là thật ra là dòng Bose này nó nổi tiếng cả thế giới chứ không rất gì đến với Việt Nam. Nó nổi tiếng kể cả đối với người nghe âm thanh, đối với những người chơi xe, độ xe vậy. Các bác thấy những xe cao cấp bây giờ họ toàn chơi loa Bose thôi, mà đã loa Bose đây, loa Bose này trên xe, nên là cái thương hiệu của loa Bose này nó quá nổi tiếng rồi. Chỉ có những trên xe cao cấp thì mới có loa Bose, hoặc là một số dòng xe bây giờ sedan mới này, đời mới cao cấp thì họ sẽ đưa loa Bose vào. Con loa Bose đây. Đấy. Con loa Bose này có model là model 32, loa Bose model 32, loa âm trần. Công suất 32W. Model 32 thì công suất nó là 32W luôn. Đấy. Con này có mức giá là 2.900.000 một đôi. Một đôi là 2.900.000. Đấy, một đôi là 2.900.000, được chưa? 2.900.000 một đôi. Và cả các bác là tiền nào của đấy thôi. Cái gì nó có một cái mức giá nhất định của nó. Đây là bầu xịn luôn nhé. Bầu xịn cho các bác luôn đấy. Bầu xịn 2.900.000 một đôi. Đấy. Có thể lắp trên xe ô tô. Trên con này các bác có nhiều con xe ca, xe khách ấy. Các bác có những cái trần nó rỗng nhiều, các bác chỉ cần khoét đúng cái đường vòng đây, các bác đưa lên quá là chất rồi. Loa thì khỏi phải nghĩ rồi. Đấy là đối với loa Bose. Còn sang với dòng loa EV thì con EV này thì cái đường kính tổng thể của nó bên ngoài là 30 cm. Đấy, tổng thể 30 cm. Còn các mép của nó thụt vào, xung quanh mép nó thụt vào 1 phân. Vậy là quý vị nó là 30 thì quý vị chỉ đục 28 thôi. Vì bên này trừ đi 1 phân, bên mép này trừ đi 1 phân thì nó chỉ còn đường kính 27-28 thôi. Thì cái đấy quý vị lấy về quý vị đọc, quý vị đo kích thước. Thì về đối với loa EV thì đây, ở bên trong này thì quý vị nhìn này, con chóa loa nó cũng được thiết kế với một loa bát 22 cm. Này 22 cm. Bên cạnh đây là một lỗ thông hơi. Bên cạnh lỗ thông hơi. Còn bên trên đây nó là có một cái nút tinh chỉnh. Tinh chỉnh nó ghi 70V hay là 100V gì đây. Cái này thì em cũng chưa tìm hiểu. Các bác nào tìm hiểu thêm thì bình luận tư vấn giúp em vào trong đấy cho nó nhanh. Bởi vì em quay nó nhiều bài lắm, chưa kịp tìm hiểu. Được chưa? Con này được thiết kế với lại một con loa đồng trục tép đẩy về phía trước đây. Tép đồng trục, đấy, tép đồng trục luôn. Với những dòng loa này thì nó lại khác cái loa toàn giải này. Con loa toàn giải này thì chất bát nó không thể bằng những con này được. Con này thì nó đầy đủ luôn. Và em cũng nói luôn là các bác bây giờ đi mua, nói luôn là các bác có thể lắp những con này vào xe ô tô được, nhấc ra lắp ô tô. Các bác mua một con loa độ trên xe ô tô đều bây giờ nó cũng khá tiền rồi. Nó cũng 5-7 triệu một đôi loa để lắp cái ô tô ấy. Em nói thật đấy, loa đều ấy. Thì các bác nào có lắp luôn những con này vào hoặc lắp âm trần đấy tùy các bác thôi. Mỗi người có một cách độ, cách chơi khác nhau. Đấy. Với đôi loa EV này thì nó có mức giá là 3.800.000 một đôi ạ. 3.800.000 một đôi. Có nghĩa là 1.900.000 một chiếc. 3.800.000 một đôi và chỉ bán theo từng đôi chứ không bán lẻ một chiếc. Bởi vì nó bán lẻ một chiếc thì cuối cùng nếu mà hai bác mỗi người mua một chiếc thì em sẽ bán, chứ còn bây giờ bán lẻ một chiếc thì nó sẽ lẻ ra không được. Bán chỉ theo đôi, 3.800.000 một đôi. Em đã ghi giá thành 3.800.000 một đôi đây rồi. Rất là nặng, không phải nhẹ một chút nào. Đấy. Và về phía đằng trước của nó thì đây được bọc cái lớp lưới này thì bác biết. Bên trong này nó còn một lớp nỉ nhé.
bên trong nó có một lớp nỉ vừa chống bụi ở trong nó đấy, thấy chưa, lớp nỉ của nó đây đấy các bác nhìn hộ em. À đây, à, còn là con này là con EV, con EV gì đây, model C8.2 LP, C8.2 LP ạ, được chưa. Đấy, con này công suất tối đa của nó là 75W, không phải công suất tối đa, công suất 75W, 8 ohm. EV là thương hiệu của Mỹ rồi, đấy, EV là thương hiệu của Mỹ. À đấy là con EV. Còn sang đến đây, đó là con JBL. Sang đến đây là con loa JBL. À, con loa JBL này thì các bác cũng biết rồi, nó thiết kế y như con EV kia, nhưng bát nó nhỏ hơn. Đây, bát nó là bát 18, bát 18 nó nhỏ hơn, bát 18 nó nhỏ hơn nhờ. Con EV này là bát 18. Con EV này bát 18. Đấy. À, con này bát 18 thì nó được thiết kế cũng y như con con đấy. Con JBL này. Nó thiết kế với lại bát 18 y như con EV luôn. Bát nó nhỏ hơn. Bát nó nhỏ hơn thôi. Bát nó nhỏ hơn thôi. À đấy, bác nhìn xem. Vừa có người chuyển đồ nó nhỏ hơn. Nó là đồng trục đây. EV, được chưa? À, về thùng thì thiết kế cũng không khác gì. Nhưng nó chỉ là bé hơn thôi. Nó bé hơn nhé. À, đây là con JBL. JBL. Đây là con loa JBL. Con này xem nó có ghi công suất không? Không thấy ghi công suất. Đây, sản xuất này, thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ, hàng made in China, made in China. Với hai con EV với lại JBL này là nó đặt nhà máy, nó sản xuất tại China. Còn tất cả tiêu chuẩn nhé, sản xuất EV và JBL nó là thương hiệu của Mỹ rồi nhá. Đây này, còn Electrovoy hết này, tất cả đều thương hiệu của Mỹ, nó sản xuất theo tiêu chuẩn và thiết kế của Mỹ hết. Còn nhà máy nó đặt tại China thì nó sẽ là China. Bởi vì như nhiều bác hỏi thì em cũng rất khó trả lời, bán như này chỉ có các bạn học biết thôi. Bởi vì nhiều các bác cứ nghe thấy China. Có những đôi loa tai noi nhà máy nó đặt tại Trung Quốc ấy, nó made in China thật nhưng nó vẫn 150 triệu, 170 triệu. Nên là các bác cứ nghiên cứu kỹ, hoặc là những chiếc iPhone xịn họ vẫn made in China, tại sao nó đặt nhà máy ở bên đấy. Cũng như mình thôi, nhà máy Samsung về Việt Nam thì phải made in Việt Nam nhé. À, vừa rồi là toàn bộ cái clip em giới thiệu đến quý vị một số mã loa âm trần. Mà tóm lại là các bác thích âm trần thì đã nó thành âm trần, mà không thành âm trần thì các bác gắn vào đâu thì gắn. Nó nhanh. Đấy, đó là những clip mà toàn bộ clip này giới thiệu quý vị. Em hẹn gặp lại các bác vào clip sau.